mỗi ngày một bài học cảm ơn câu chuyện chia sẻ là đầu tư lâu dài một thương nhân người hà lan đã nhập giống hoa quý hiếm từ châu phi xa xôi về trồng trong vườn hoa của mình chờ thời cơ sẽ bán đối với giống hoa quý này thương gia chắc chiêu vô cùng rất nhiều họ hàng bạn bè xin ông nhưng một hạt giống ông cũng không cho mùa xuân năm đó trong vườn nhà ông muôn nghìn sắc tía, loài hoa quý hiếm này nở rất đẹp. Mùa xuân năm sau, loài hoa này đã lên đến 5 sáu nghìn gốc, nhưng ông phát hiện hoa nở không đẹp bằng năm ngoái mà còn bị phai màu. Đến năm thứ ba, giống hoa này đã được nhân lên trên 10.000 gốc, nhưng điều khiến ông u sầu là hoa ngày một nhỏ, sắc hoa lại kém. Tất nhiên ông không thể kiếm được nhiều tiền lẽ nào giống hoa này thối hóa rồi sao nhưng người châu phi trồng hoa này trên diện tích lớn năm này qua năm khác cũng không hề nghe nói thối hóa gì ông nghĩ mãi cũng không hiểu bèn đi thỉnh giáo một nhà thực vật học nhà thực vật học đó hỏi ông hàng xóm của ông cũng trồng loại hoa này phải không ông lắc đầu Hoa này duy nhất mình tôi có. Vườn nhà họ đều trồng các loại hoa bình thường như út kim hương, hoa hồng, cúc đại đoá. Nhà thực vật học trầm ngâm một hồi rồi nói. Mặc dù nhà ông trồng đầy giống hoa quý, nhưng hàng xóm nhà ông lại trồng loại hoa khác với ông. Loài hoa này sau khi bị gió truyền phấn đi, lại bị nhiễm phấn từ loài hoa khác của vườn hoa hàng xóm, cho nên giống hoa quý này năm sau không bằng năm trước càng ngày càng mất đi vẻ đẹp của giống hoa quý thương nhân mới hỏi nhà thực vật học này nên làm như thế nào ông nói ai có thể ngăn được gió phát tán phấn hoa chứ muốn để cho hoa của ông không mất bản sắc chỉ còn có một cách duy nhất là để cho hàng xóm của ông cũng trồng loài hoa này trong vườn nhà họ nghe vậy ông đem giống hoa của mình cho hàng xóm mùa xuân năm tới đó vườn hoa của ông và hàng xóm dường như kết thành một biển hoa quý bán rất đắt hạn ông và hàng xóm của mình nhờ đó mà kiếm được nhiều tiền bất kỳ sự việc trên thế giới này đều có các mối liên hệ với nhau các mối liên hệ này tạo nên tính đa dạng trên thế giới tính đa dạng cũng đồng nghĩa với sẽ nảy sinh ra càng nhiều biến hóa nhiều biến hóa thì sẽ tăng khả năng của thành công mà chia sẻ thì thúc đẩy sự phát triển của tính đa dạng lời tổng kết đừng để tầm nhìn thiển cận lòng dạ hẹp hòi cản trở chúng ta đi tới thành công hãy học cách chia sẻ đó thực sự là một chiến lược đầu tư lâu dài